quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Văn học học đường. Sau đây là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Vợ chồng A Phủ. Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý bá tra, thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cổng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta nói, nhà bá tra làm thống lý, ăn của dân nhiều, đồn tay lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái thống lý, cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lý. Mị về làm dâu nhà bá tra đã mấy năm, từ năm nào không nhớ, cũng không ai nhớ. Những người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện mị về làm người nhà quan thống lý. Ngày xưa bố mị lấy mẹ mị không đủ tiền cưới, phải đến dây nhà thống lý. Bố của thống lý bá tra bây giờ, mỗi năm đem nộp lại cho chủ nợ một nương ngô, đến tận khi hai vợ chồng về già mà vẫn chưa xong nợ. Người vợ chết cũng chưa trả hết nợ. Cho tới năm ấy, mị đã lớn. Mị là con gái đầu lòng. Thống lý đến bảo bố mị, cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xóa hết nợ cho. Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, tiếc ngô nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào thì mị bảo bố rằng, con đã biết cuốc nương làm ngô, con làm nương ngô trả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu. Tết năm ấy, Tết vui chơi, trai gái đánh bao, đánh quay rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái, bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đứng nhẵn cái chân vách đầu buồn mị. Một đêm khuya, mị nghe tiếng gõ vách, tiếng gõ vách hẹn của người yêu. Mị hồi hộp lặng lẽ quờ tay lên, gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ, một ngón đeo nhẫn. Người yêu mị đeo nhẫn ngón tay ấy. Mị nhấc tấm ván gỗ, một bàn tay dắt mị bước ra. Mị vừa bước ra, lập tức có mấy người choạng đến, nhét áo vào miệng mị rồi bịt mắt cổng mị đi. Sáng hôm sau, mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý, họ nhốt mị vào buồng. Ngoài vách kia, tiếng nhạc xin tiền cúng ma rập rờn nhảy múa. A Sử đến nhà bố mị. A Sử nói, tôi đã đem con gái bố về cúng trình ma nhà tôi, bây giờ tôi đến cho bố biết, tiền bạc để cưới bố tôi bảo đã đưa cả cho bố rồi. Rồi A Sử về. Ông lão nhớ câu nói của thống lý dạo trước, cho con gái về nhà thống lý thì trừ được nợ. Thế là cha mẹ ăn bạc nhà giàu kiếp trước, bây giờ người ta bắt con trừ nợ, không làm thế nào khác được rồi. Có đến mấy tháng, đêm nào mị cũng khóc. Một hôm mị trốn về nhà, hai tròng mắt còn đỏ que, trông thấy bố, mị quỳ úp mặt xuống đất nức nở. Bố mị cũng khóc, đoán biết lòng con gái. Mày về chào lạy tao để mày đi chết đó hả? Mày chết nhưng nợ tao vẫn còn, quan lại bắt trả nợ. Mày chết rồi không lấy ai làm nương ngô, trả được nợ, tao thì ốm yếu quá rồi, không được con ơi. Mị chỉ bưng mặt khóc. Mị ném nắm lá ngón, một thứ lá độc, xuống đất. Nắm lá ngón mị đã đi tìm hái trong rừng, mị vẫn giấu trong áo. Thế là mị không đành lòng chết. Mị chết thì bố mị còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ. Mị lại trở lại nhà thống lý. Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố mị chết. Nhưng mị cũng không còn nghĩ đến mị có thể ăn lá ngón tự tử. Ở lâu trong cái khổ, mị cũng quen khổ rồi. Bây giờ mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa. Con ngựa chỉ biết ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Mị cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa. Lúc nào cũng nhớ lại những việc giống nhau, mỗi năm một mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại. Tết xong lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đây, đến mùa đi nương bẻ bắp. Và dù đi hái củi, bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đây trong cánh tay để tước sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm, suốt đời thế. Con ngựa, con trâu làm có lúc, đêm còn được đứng gãi chân, nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này vui vào việc cả đêm cả ngày. Mỗi ngày mị càng không nói, lùi lủi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở buồng mị nằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ, một lỗ vuông ấy mà trông ra. Đến bao giờ chết thì thôi.
Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên các nhà kho. Trẻ em đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đốt những lều quanh nương để sưởi lửa. Ở Hồng Ngài, người ta thành lệ, cứ ăn Tết thì gặt hái vừa đoạn, không kể ngày tháng. Ăn Tết thế cho kịp mưa xuân xuống, đi dỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ danh vàng ửng, rét càng dữ. Nhưng trong các làng Mông Đỏ, những chiếc váy hoa đã được phơi ra mỏm đá, xòe như con bướm sặc sỡ. Hoa thuốc phiện nở trắng lại nở màu đỏ hao, đỏ thậm, rồi nở màu tím mang mát. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ngoài đầu núi đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Miệng nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi. Mày có con trai, con gái, mày đi làm nương. Ta không có con trai, con gái, ta đi tìm người yêu. Tiếng chó sủa xa xa, những đêm tình mùa xuân đã tới. Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm sân chơi chung ngày Tết. Trai gái trẻ con ra sân ấy tụ tập đánh bao, đánh quay, thổi sáo, thổi kèn và nhảy. Cái nhà thống lý ăn xong bữa cơm Tết cúng ma, xung quanh chiên đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn nhảy lên xuống, rung bần bật. Vừa hết bữa cơm tiếp ngay cuộc rượu bên bếp lửa. Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, uống ực từng bát. Rồi say, Mị liệm mặt ngồi đó, nhìn người nhảy đồng, người hát. Nhưng lòng Mị đang sống về ngày trước, tai văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân đến, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uống chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao người mê, cứ ngày đêm thổi sáo đi theo Mị hết núi này sang núi khác. Rượu tan lúc nào, người về, người đi chơi đã giãn cả, Mị không biết. Mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường, Mị từ từ vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết. Bây giờ Mị ngồi xuống giường, trông ra cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Từ nãy Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi Tết, huống chi A Sử với Mị, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra, mà tiếng sáo gọi bạn vẫn lững lơ bay ngoài đường. Anh ném bao, em không bắt, em không yêu, quả bao rơi rồi. A Sử vừa ở đâu về, lại sửa soạn đi chơi. A Sử thay áo mới, khoác thêm hai vòng bạc vào cổ, rồi bịt cái khăn trắng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm, nó còn đương trình bắt nhiều người con gái nữa về làm vợ, cũng chẳng bao giờ Mị nói. Bây giờ Mị cũng không nói. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng, bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa dắt phía trong vách. A Sử sắp bước ra, bỗng quay lại, lấy làm lạ. A Sử nhìn quanh, thấy Mị rút thêm cái áo. A Sử nói, mày muốn đi chơi hả? Mị không nói, A Sử cũng không hỏi thêm. A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi dây ra trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột. Mị không cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói xong, A Sử thắt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo, rồi phẩy tay tắt đèn, đi ra khép cửa buồng lại. Trong bóng tối, Mị đứng im, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe thấy tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi. Em không yêu, quả bao rơi rồi, em yêu người nào, em bắt bao nào. Mị dùng bước đi, nhưng chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. Chó sủa xa xa, chừng đã khuya. Lúc này, lúc trai đang đến gõ vách làm hiệu, rủ người yêu dở vách ra rừng chơi. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi. Cả đêm Mị phải trói đứng như thế. Lúc thì khắp người bị dây trói thích lại đau nhức, lúc lại tràn trề tha thiết nhớ. Hơi rượu tỏa, tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa. Mị lúc mê lúc tỉnh, cho tới khi trời tan tảng rồi không biết sáng từ bao giờ. Mị bàng hoàng tỉnh, buổi sáng âm âm trong cái nhà gỗ rộng, vách bên cũng im ắng, không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu lợn, không một tiếng động. Không biết bên buồng quanh đó, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở nhà. Không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ xa vào nhà quan đã được đi chơi hay cũng đang phải trói như Mị không thể biết.
Đời người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài, một đời người chỉ biết đi theo đuôi một con ngựa của chồng. Mị chợt nhớ lại câu chuyện người ta dẫn kể. Đời trước, ở nhà thống lý bá tra có người trói vợ trong nhà 3 ngày rồi đi chơi. Khi về nhìn đến vợ đã chết rồi. Mị sợ quá, mị cựa quậy, xem mình còn sống hay chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói xiết lại, đau đứt từng mảnh thịt. Có tiếng xôn xao phía ngoài, rồi một đám đông vào nhà. Thống lý bá tra xuống ngựa dứt cương cho thị sống. Một chức việc đi hầu thống lý như người làm mỏ thời trước, dắt ngựa vào tàu. Nghe như bọn họ khiêng theo con lợn, hoặc một người phải trói, vừa dứt quỵt xuống đất, cứ thở phò phò. A Sử chệnh choạng vào buồng, áo rách toạc một mảnh vai, cái khăn xéo trắng loang lổ máu, sụp xuống quanh trán. A Sử nằm lăn ra giường, thống lý bá tra bước vào, theo sau thống lý, một lũ thống quán, một chức việc như phó lý, xéo phải, như trưởng thôn, và bọn thị sống vẫn thường ra vào hầu hạ, ăn thịt uống rượu, hút thuốc phiện nhà thống lý. Có người bây giờ mới nhìn thấy Mị phải trói đứng trong cột, nhưng cũng không ai để ý, họ xúm lại quanh giường A Sử. Bá tra, tay vẫn cầm cái roi ngựa, lại từ từ đi ra. Mị nhắm mắt lại không dám nhìn, Mị chỉ nghe hình như có tiếng ông thống lý gọi người ra ngoài. Mị hé nhìn ra, thấy chị dâu bước tới. Người chị dâu ấy chưa già, nhưng cái lưng quanh năm phải đeo thồ nặng quá, đã còng rạp xuống. Người chị dâu đến cởi trói cho Mị, sợi dây gai bắp chân vừa lỏng ra, Mị ngã sụp xuống. Chị dâu khẽ nói vào tai Mị, Mị, đi hái thuốc cho chồng mày. Mị quên cả đau, đứng lên, nhưng không nhích chân lên được. Mị phải ôm vai chị dâu, hai người khổ sở dìu nhau bước ra, vào rừng tìm lá thuốc. Mị nghe nói lại mới biết chuyện A Sử đi chơi, bị đánh bể đầu. Nửa đêm qua, A Sử vào làng tìm đến đám tiếng sáo, tiếng khèn. Nhiều chàng trai làng ấy và các làng khác chơi quay, thổi sáo suốt ngày, chập tối vừa tan xong chầu rượu trong nhà, bây giờ vẫn còn chưa chịu tan về. Lúc A Sử và chúng bạn kéo đến, không còn ai chơi trong nhà, nhưng người ra người vào còn dập dìu quanh ngõ. A Sử đứng ngoài, tức lắm, nó bàn với lũ khác, dọa đánh bọn trai lạ bám quanh nhà, khiến bọn A Sử bị dướng không thể vào được. Bọn A Sử ném vào vách, ông bố trong nhà ra chửi, vẫn ném, ông lão vào trong cửa, bắn ra 2 phát súng, thế là tan những đám hẹn. Nhưng cũng chưa người trai nào dội về, họ tản vào các nhà quen trong xóm, đợi sáng mai lại lên sân đánh bao với con gái trong xóm. Bọn A Sử cũng không chịu để cánh kia yên. Sáng sớm, khi họ vừa ra đầu ngõ, bọn A Sử đã kéo đến gây sự. A Sử đi trước, nạm vòng bạc rủ xuống tua chỉ xanh đỏ, chỉ riêng con cái nhà quan trong làng mới được đeo. A Sử hùng hổ bước ra, bọn kia đứng dồn cả lại, xôn xao. Lũ phá đám ta hôm qua đây rồi, A Phủ đâu? A Phủ đánh chết đó đi. Một người to lớn chạy dục ra, dùng tay ném con quay thẳng vào mặt A Sử. Con quay gỗ ngắt lăn vào giữa mặt. Nó vừa kịp bưng tay lên, A Phủ đã sộc tới, nắm vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé dài áo, đánh tới tấp. Người làng nghe tiếng họ hét đổ ra, bọn trai làng lạ tản hết lên rừng. Mấy người đuổi đón đầu A Phủ. A Phủ bị bắt sống, trói gô chân tay lại. Vừa lúc thống lý bá tra tới, chúng nó sộc ngang cái gậy, khiêng A Phủ mang về ném xuống giữa nhà thống lý. Mị đi hái được lá thuốc về, thấy trong nhà càng đông hơn. Ngoài sân, dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lạ. Mị đi cửa sau vào, lé mắt nhìn thấy một người to lớn quỳ trong góc nhà, bị đoán là A Phủ. Bọn chức việc cả dùng hồng ngài đến nhà thống lý dự đám kiện. Các lý dịch quan làng thống quán, xéo phải, đội mũ quấn khăn, xách gậy, cưỡi ngựa kéo đến xử kiện và ăn cổ. Trong nhà thống lý đã bày ra 5 bàn đèn, khói thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ tung hút xanh như khói bếp. Cả những người chức việc bên làng A Phủ cũng tới. Chỉ bọn trai làng ấy phải ngồi khoanh tay cạnh A Phủ vì họ bị gọi sang hậu kiện. Bọn chức việc nằm dài cả bên khay đèn. Suốt từ trưa cho tới hết đêm, mấy chục người hút. Trên nhất là thống lý bá tra, thống lý hút xong một đợt 5 điếu, đến người khác, lại người khác, cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện. Chỉ có đàn bà ngồi trong buồng và đi bên ngoài dòm ngó đám sự kiện và A Phủ quỳ chịu tội ở xó nhà, không được dự tiệc hút. Một loạt người vừa hút xong, bá tra ngồi dậy, vuốt ngược cái đầu trọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, cất giọng đè nhè gọi. Thằng A Phủ ra đây! A Phủ ra quỳ giữa nhà, lập tức bọn trai làng xô đến. Trước nhất, chắp tay lạy lia lịa lên thống lý, rồi quay lại đánh A Phủ. A Phủ quỳ chịu đòn, chỉ im như cái tượng.
Cứ mỗi đợt bọn chức việc hút thuốc phiện xong, A Phủ lại phải ra quỳ giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Người đánh người quỳ lại kể lể chửi bới. Xong một lượt đánh kể chửi lại hút, khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn qua các lỗ cửa sổ. Rồi bá tra lại ngóc cổ lên, vuốt tóc gọi A Phủ. Cứ như thế suốt chiều suốt đêm, càng hút càng tỉnh, càng đánh càng chửi càng hút. Trong buồng bên cạnh, Mị cũng thức suốt đêm, im lặng ngồi xoa thuốc giấu cho A Sử. Lúc nào Mị mỏi quá cựa mình, những chỗ lăn trói trong người lại đau ê ẩm, Mị lại gục đầu nằm thiếp. A Sử đập chân vào mặt Mị, Mị choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc xoa đều đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo thuốc phiện như những con mọt nghiến gỗ kéo dài, giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm đánh quỳnh quịch. Sáng hôm sau, đám kiện đã xong, mấy người chẳng biết từ bao giờ ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn xéo phải đang bắt cái chảo đồng và xách ấm nước ra nấu thêm lạng thuốc để hút ban ngày cho các quan làng thật tình. Các quan làng còn một tiệc ăn cỗ nữa. Thống lý mở tráp, lấy ra 100 đồng bạc qua, xòe bày lên trên mặt tráp, rồi nói: Thằng A Phủ kia, mày đánh người thì làng xử mày phải nộp dạ cho người phải mày đánh là 20 đồng, nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi xéo phải 2 đồng, mỗi người đi gọi các quan làng về hậu kiện 5 hào. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay, lấy mất con lợn 20 cân, chốc nửa mổ để các quan làng ăn dạ mày. A Phủ, mày đánh con quan làng, đáng lẽ làng xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp dạ. Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu 100 bạc trắng. Mày không có 100 bạc thì tao cho mày dây để mày ở nợ. Bao giờ có tiền trả thì tao cho mày về. Chưa có tiền trả thì tao bắt mày làm con trâu cho nhà tao. Đời mày, đời con, đời cháu mày, tao cũng bắt vậy. Bao giờ hết nợ tao thì thôi. A Phủ, lại đây nhận tiền quan cho dây. A Phủ lê hai cái đầu gối sưng bệnh lên như mặt hổ phù. A Phủ cúi sờ lên đồng bạc trên tráp, trong khi bá tra đốt hương, lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người dây nợ. Bá tra khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng chỉ nhặt làm phép lên như thế, rồi lại để ngay xuống mặt tráp, rồi bá tra lại trút cả bạc vào trong tráp. Con lợn vừa bắt về cho A Phủ thết lạng ăn dạ đã kêu en ét ngoài sân. Đếm tiền rồi, A Phủ không phải quỳ, phải đánh nữa. A Phủ đứng lên cầm con dao, chân đao bước tập tễnh cùng với trai làng ra chọc tiết làm thịt lợn hầu làng. Trong nhà thuốc phiện vẫn hút rào rào. Thế là từ đó A Phủ phải ở trừ nợ cho nhà quan thống lý. Đốt rừng, cày nương, cuốc nương, săn bò tót, bẫy hổ, chăn bò, chăn ngựa, quanh năm một thân một mình rong ruổi ngoài gò rừng. A Phủ đương tuổi sức lực, đi làm hay đi săn cái gì cũng phăng phăng, không còn có lúc nào trở về làng bên. Nhưng A Phủ cũng chẳng muốn trở về làm gì bên ấy. A Phủ cũng không phải người bên ấy. Bố mẹ để A Phủ ở Hán Bìa. Năm xưa, làng Hán Bìa phải một trận bệnh đậu mùa, nhiều trẻ con cả người lớn chết, có nơi chết cả nhà, còn sót lại một mình A Phủ. Có người làng đói bắt A Phủ đem xuống bán đổi lấy thóc cho người Thái dưới cánh đồng. A Phủ mới 11 tuổi, nhưng A Phủ ngang bướng, không chịu ở cánh đồng thấp. A Phủ trốn lên núi, lưu lạc đến Hồng Ngài, đi làm cho nhà người, lần nữa mùa này sang mùa khác. Chẳng bao lâu A Phủ đã lớn, biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò tót rất bạo. A Phủ khỏe, chạy nhanh như ngựa, con gái trong làng nhiều cô mê. Nhiều người nói đứa nào được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu. Người ta ao ước đùa thế thôi, chứ phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng. Còn tục lệ cưới xin mà A Phủ không có bố mẹ, không có ruộng, không có bạc, A Phủ không thể lấy nổi vợ. Tuy nhiên đang tuổi chơi, trong ngày Tết đến, A Phủ chẳng có quần áo mới như nhiều trai khác. A Phủ chỉ có độc một chiếc vòng bằng sợi dây đồng vía lằn trên cổ. A Phủ cứ cùng trai làng đem sáo khèn, đem con quay và quả bao, quả yến đi tìm người yêu ở các làng trong vùng. Vì thế mà sinh sự đánh nhau ở Hồng Ngài. Một năm kia, phải khi đang đốt rừng, hổ gấu từng đàn ra phá nương, bắt mất nhiều bò ngựa. Nhà thống lý lúc nào cũng đầy ngựa trong tàu trước cửa, đầy lưng bò đứng chen chân trong một cửa và dê, chó, lợn nằm quanh nhà. Ngày nào cũng lũ lượt hàng mấy chục con đi nương ăn. Bây giờ gặp khi rừng đói, mỗi lần bò ngựa đi nương, A Phủ phải ở lại trông. A Phủ ở lều hàng tháng ngoài nương, đêm đến dồn bò ngựa về nằm chầu nhau ngủ quanh liều.
Mấy ngày A Phủ mê mải đi bẫy nhím, không đếm được ngựa. Hôm ấy vào rừng thấy vết chân hổ, A Phủ vội phóng ngựa chạy dần quanh đàn, dồn chúng quần lại để đếm. A Phủ đếm lại mấy lần, thiếu một con bò. A Phủ nhào vào rừng, lần theo lốt chân hổ, tìm được con bò đã bị hổ ăn thịt, chỉ còn lại một nửa mình nằm ngay dưới cây thông cục. A Phủ nhặt mấy miếng thịt rơi quanh đó, rồi vác nốt nửa con bò về, nghĩ bụng, con hổ này to lắm, hãy còn ngửi thấy mùi hôi quanh đây, ta về lấy súng đi tìm, thế nào cũng bắn được. Về đến nhà, A Phủ lẳng vai ném nửa con bò xuống gốc, đào trước cửa. Bá Tra bước ra hỏi, mất mấy con bò? A Phủ trả lời tự nhiên, tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được, con hổ này to lắm. Bá Tra hất tay, nói, quân ăn cướp mất bò tao, A Sử đâu, đem súng đi lấy con hổ về. Rồi Bá Tra quay lại bảo A Phủ, mày ra ngoài kia, lấy vào đây một cái cọc, một cuộn dây mây, tao trói mày đứng chỗ kia, bao giờ chúng nó bắt được con hổ về thì mày khỏi phải chết, nếu không được con hổ thì tao cho mày đứng chết ở đó. A Phủ cãi, tôi được con hổ ấy còn nhiều tiền hơn con bò. Bá Tra cười, lấy cọc dây mây vào đây. Không nói nữa, như con trâu đã đóng lên trồng, A Phủ lẳng lặng ra vác chiếc cọc gỗ, rồi lấy cuộn dây mây trên gác bếp xuống, tự tay A Phủ đóng cọc xuống bên cột. Bá Tra đẩy A Phủ vào chân cột, hai tay bắt ôm quặt lên, rồi dây mây cuốn từ chân lên vai, chỉ còn cổ và đầu lúc lắc được. Đàn bà trong nhà mỗi khi đi qua đều cúi mặt, không một ai dám hỏi, cũng không một ai dám nhìn ngang mắt. Đến đêm, A Phủ cúi xuống, nhây đứt hai dòng mây, nhích giãn dây trói một bên tay. Nhưng trời cũng vừa sáng, Bá Tra quẳng thêm một dòng tròng lòng vào cổ. Thế là A Phủ không cúi, không còn lắc được nữa. A Sử và lính giỏng của thống lý đi đuổi, mấy ngày không lụng bắt được con hổ, thì cũng mấy ngày A Phủ phải trói đứng góc nhà. Đằng kia, bếp lò bung ngô cao ngang đầu người vẫn hừng hực đỏ rực. Mỗi hôm hai buổi, người ra người vào ăn uống tấp nập. A Phủ đứng nhắm mắt cho tới khuya. Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, nếu không có bếp lửa sưởi kia thì Mị cũng chết héo. Mỗi đêm Mị dậy ra thổi lửa hơ tay hơ lưng không biết bao nhiêu lần. Thường khi đến gà gáy, Mị dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu, các chị em trong nhà mới bắt đầu ra dòm ngó buông ngô nấu cháo lợn. Mỗi đêm nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt, ngọn lửa bùng lên. Cùng lúc ấy Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng mới biết nó còn sống. Mấy đêm nay như thế, nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng chết đó cũng thế thôi, Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi. Mị chỉ biết chỉ còn ở dưới ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về thấy Mị ngồi đó, A Sử ngứa tay đánh Mị ngã xuống cửa bếp, nhưng đêm sau Mị vẫn ra sưởi như đêm trước. Lúc ấy đã khuya, trong nhà ngủ yên, Mị trở dậy thổi lửa, ngọn lửa bập bùng sáng lên. Mị trông sang thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen. Thấy tình cảnh thế, Mị chợt nhớ đến năm trước, A Sử trói Mị, Mị cũng phải trói đứng thế kia. Nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lao đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi. Nó đã bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác, chỉ đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt về trình ma rồi, chỉ còn biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi. Người kia việc gì mà phải chết? A Phủ, Mị phảng phất nghĩ như vậy. Đám thang đã dạt hẳn lửa, Mị không thổi cũng không đứng lên. Mị nhớ lại đời mình, Mị tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng trốn được rồi, lúc đó bố con thống lý sẽ đổ là Mị đã cởi trói cho nó, Mị liền phải trói thay vào đấy. Mị chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, nhưng làm sao Mị cũng không thấy sợ. Trong nhà tối bưng, Mị rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt. Nhưng Mị tưởng như A Phủ biết con người bước lại. Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ thở phè từng hơi như rắn thở, không biết mê hay tỉnh. Lần lần đến lúc gỡ được hết các dây trói ở người A Phủ thì Mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng đi đi, rồi Mị nghẹn lại. A Phủ khuỵu xuống không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức dùng lên chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối. Trời tối lắm, Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn chạy xuống tới lưng dốc. Mị thở trong hơi gió thốc lạnh buốt. A Phủ, cho. A Phủ chưa kịp nói, Mị lại vừa thở vừa nói, ở đây chết mất. A Phủ chợt hiểu. Hai người đỡ nhau lao xuống dốc núi. Hai người đi ròng rã hơn một tháng.
Họ truyền trên những triền núi cao ngất, lốm đốm nhà, thấp thoáng ruộng, đất đỏ, suối trắng tinh, trông thấy trước mặt mà đi mấy ngày chưa tới. Từ Hồng Ngài xuống qua vùng ruộng ở mường hoài của người Thái, từ Nậm Cất sang Chống Chia, qua dốc Lùng Chùng Phủng lại trở về bờ sông Đà, phía giữa châu Phù Yên sang châu Mai Sơn. Chỗ đầu mối giao thông của ngoài vùng tự do vào khu du kích của các dân tộc Thái, Dao, Mèo bên kia sông, rồi họ về trong những làng Mông đỏ hẻo lánh vùng phía xa. Xa lắm rồi, Thống Lý không đuổi được nữa, họ nghĩ thế. Trồng trả, ăn rau rừng, củ nâu, mộc nhĩ, vừa hết mùa mưa, tới Phìn Sa. Hai người tới Phìn Sa, ở đó không ai biết đó là A Phủ, người ở nợ nhà Thống Lý. Người ta ngỡ đây là hai vợ chồng trong nhà đông anh em ở bên kia dốc Lùng Chùng Phủng. Nương dở được ít mà miệng ăn thì nhiều, anh em vợ chồng phải chia ra, đem nhau đi tìm ăn nơi khác. Hai người nhận là vợ chồng, mà thật thì A Phủ và Mị đã thành vợ chồng. Những chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong Vợ Chồng A Phủ, giá trị đích thực của một tác phẩm văn học thường được xem xét trên cả hai phương diện, nội dung và nghệ thuật. Dấu ấn của một nhà văn trong tác phẩm được thể hiện trong suốt quá trình sáng tạo để chuyển tải nội dung, tư tưởng thành những hình tượng nghệ thuật sống động, để lại những ám ảnh nghệ thuật sâu sắc trong lòng người đọc. Một trong những yếu tố góp phần làm nên điều đó chính là việc xây dựng nên những chi tiết nghệ thuật đặc sắc. Trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, có thể xem chi tiết cúng trình ma và chi tiết tiếng sáo gọi bạn tình là những chi tiết như vậy. Chi tiết nghệ thuật. Chi tiết nghệ thuật là những tiểu tiết trong tác phẩm có sức chứa lớn về cảm xúc, tư tưởng. Hình tượng nghệ thuật là sự hợp thành nhờ các chi tiết. Một tác phẩm được ví như bóng đèn điện thì những chi tiết hay như những sợi dây tóc phát sáng. Nguyễn Thanh Tú. Lý luận văn học phân chia hai loại chi tiết. Chi tiết chỉ đóng vai trò vật liệu làm tiền đề cho sự phát triển của cốt truyện là chi tiết thuộc về nghệ thuật. Còn chi tiết thể hiện rõ được sự cắt nghĩa, lý giải một hiện tượng đời sống, có sự chi phối sự vận động của hình tượng nghệ thuật đó là chi tiết có tính nghệ thuật. Những chi tiết có tính phát sáng trong một tác phẩm, những chi tiết ám ảnh sâu sắc trong tâm trí người đọc thường là những chi tiết có tính nghệ thuật. Gấp trang sách cuối cùng truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, người đọc không thể quên được chi tiết bác cháu Hành mà Thị Nở mang đến cho Chí sau đêm hắn say ở giường chuối. Bát cháo hành ở đây không đơn thuần là một món ăn giải cảm thông thường trong dân gian, mà đó là hiện thân của tình thương yêu, sự quan tâm, chăm sóc, một thứ quá xa xỉ đối với Chí trong suốt những năm tháng triền miên trong những cơn say. Mùi cháo hành đã đi vào tiềm thức của Chí, kể cả khi đã bị Thị Nở từ chối, khi cánh cửa cuộc đời đã đóng sập ngay trước mắt, khi Chí đã uống không biết bao nhiêu rượu để quên đi bi kịch, bị cự tuyệt quyền làm người. Hơi cháo hành phản phất ám ảnh trong cuộc đời Chí Phèo và trở thành chi tiết nghệ thuật ám ảnh trong lòng người đọc. Thông qua chi tiết đó, nhà nhân đạo chủ nghĩa Nam Cao một lần nữa khẳng định sức sống tiềm tàng, bất diệt của thiên lương con người. Kết thúc truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu là chi tiết về tấm ảnh của nghệ sĩ Phùng được chọn trong bộ lịch năm ấy. Đó là một bức ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kỹ, nghệ sĩ Phùng vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai. Nhìn lâu hơn là hình ảnh người đàn bà đang bước ra khỏi tấm ảnh với những bước chậm rãi, bàn chân dẫm lên mặt đất chắc chắn hòa lẫn trong đám đông. Chi tiết đã chuyển tải thông điệp của nhà văn Nguyễn Minh Châu tới người đọc. Nghệ thuật phải bắt nguồn từ đời sống, nghệ thuật phải vì cuộc đời mà phản ánh. Người nghệ sĩ phải trung thực, dũng cảm nhìn thẳng vào hiện thực. Ở đó có cái nhìn tập trung vào số phận con người, đặc biệt là những số phận khốn khổ. Trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài cũng đã lựa chọn được nhiều chi tiết đắt giá. Chi tiết về nấm lá ngón, chi tiết về giọt nước mắt của A Phủ, và không thể không kể đến tục cúng trình ma và tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân. Đó là những sợi dây tóc phát sáng kết nối mạch truyện, chuyển tải nội dung hiện thực và nội dung nhân đạo của tác phẩm. Chi tiết cúng trình ma. Vợ chồng A Phủ là kết quả của chuyến đi thực tế Tô Hoài cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc vào năm 1952. Hiện thực cuộc sống cực nhục tối tăm của người dân Tây Bắc được tái hiện một cách chân thực, rõ nét trong phần đầu của tác phẩm. Cuộc sống của hai nhân vật chính Mị và A Phủ ở nhà Thống Lý Bá Tra thực sự là cuộc sống của những thân phận trâu ngựa nơi địa ngục trần gian. Ngoài việc phải chịu áp bức về thể xác, quần quật làm việc suốt ngày đêm, hết năm này đến năm khác thì Mị và A Phủ còn phải chịu thêm một sự áp bức nữa, đó là áp bức về tinh thần với sự ám ảnh của con ma nhà Thống Lý. Sức mạnh của thần quyền đã triệt tiêu sự phản kháng ở những nạn nhân bị áp bức này. Vì tội đánh A Sử, con nhà quan, nên A Phủ bị người nhà Thống Lý bắt về xử kiện. Đó là một vụ xử kiện thật lạ lùng. Đám xử kiện nằm dài bên khe đèn, mấy chục người hút từ sáng đến trưa cho đến hết đêm. Bọn trai làng bắt A Phủ ra quỳ giữa nhà và xô đến đánh.
người thì đánh, người thì quỳ lại, kể lễ, chửi bới. Xong một lượt đánh, kể, chửi lại hút. Cứ như thế suốt chiều suốt đêm, càng hút càng tỉnh, càng đánh càng chửi càng hút. Đến sáng hôm sau thì đám kiện đã xong. Thống lý Bá Tra mở tráp, lấy ra 100 đồng bạc qua xòe bày lên trên mặt tráp, rồi kể các khoản tiền áp phủ phải nộp. Nộp giả cho người phải mày đánh là 20 đồng, nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi xéo phải 2 đồng, mỗi người đi gọi các quan về hầu kiện 5 hào. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay, lại mất con lợn 20 cân, chốc nửa mổ để các quan làng ăn dạ mày. Sau đó, thống lý cho A Phủ cúi sợ lên đồng bạc trên tráp, còn mình thì đốt hương, lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người dây nợ. Bá Tra khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng nhặt xong lại để ngay cả xuống mặt tráp, rồi Bá Tra lại trút cả bạc vào trong tráp. Từ đây, A Phủ đã bị trói vào con ma nhà thống lý. A Phủ không phản kháng, không bỏ trốn. Cả khi bị trói đứng trong nhà thống lý, A Phủ vẫn chỉ lặng im như một tảng đá chờ gặp thần chết. A Phủ chính là nạn nhân của sự áp bức tàn bạo của chế độ cường quyền và thần quyền. Không chỉ riêng A Phủ, con ma nhà thống lý cũng là nỗi ám ảnh lớn đối với Mị, nhân vật chính của truyện. Ngay sau khi cướp Mị về, A Sử đã đem về cúng trình ma trong nhà rồi mới đến thông báo cho bố Mị. Tôi đã cướp được con gái bố làm vợ, tôi đem về cúng trình ma nhà tôi rồi, bây giờ tôi đến trình cho bố biết. Và kể từ đây, Mị sống kiếp trâu ngựa trong vòng quay, Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đây, xe đây, đến mùa thì đi nương, bẻ bắp. Và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế. Cũng từ đây, Mị chấp nhận cuộc sống câm lặng lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa, chấp nhận cả đêm bị trói đứng, khắp người bị dây trói thít lại, đau nhức, và chấp nhận cả những trận đánh ngã ngay xuống cửa bếp, bởi Mị đã cam phận, ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi. Đối với người Hờ Mông trước đây, ma là thế lực thần quyền đáng sợ, nó làm cho con người trở nên mê muội, tê liệt ý thức về quyền sống. Bọn thống lý đã lợi dụng thần quyền làm phương tiện áp bức của cường quyền. Phản ánh nỗi thống khổ của người dân miền núi Tây Bắc dưới ách áp bức của bọn thực dân chúa đất, Tô Hoài đã lựa chọn được một chi tiết đặc sắc. Con ma nhà thống lý không chỉ là nỗi ám ảnh trong số phận nhân vật, mà còn ám ảnh trong cả người đọc, ám ảnh nghệ thuật. Chi tiết tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân. Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, nếu tục cúng trình ma là một hủ tục ám ảnh đời sống tâm linh của người dân Tây Bắc, thì tiếng sáo gọi bạn tình lại trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt và tinh thần của con người nơi đây. Tiếng sáo xuất hiện trong thiên truyện lúc văng vẳng từ xa, có khi vọng lại thiết tha, bổi hổi, lúc lững lơ bay ngoài đường, lúc lại rập rờn trong đầu Mị. Tiếng sáo làm nên một miền không gian êm dịu, nên thơ, thuộc về thế giới tâm hồn đẹp đẽ. Trong lời bài hát của người thổi sáo có khát vọng tự do và tình yêu của trai gái người mèo. Mày có con trai con gái rồi, mày đi làm nương. Ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Và cả những ước hẹn buông lơi. Anh ném bao, em không bắt. Em không yêu quả bao rơi rồi. Em không yêu quả bao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt bao nào. Với ý nghĩa đó, tiếng sáo đã trở thành sợi dây tóc phát sáng, khi nó là một chi tiết nghệ thuật gắn với cuộc đời, số phận của nhân vật Mị, là hiện thân thế giới tâm hồn đẹp đẽ của cô gái Hờ Mông. Mị từng là một cô gái trẻ đẹp. Tết đến, trai đến đứng nhẵn cái chân vách đầu buồn Mị. Ngày đó Mị thổi sáo giỏi, Mị uống chiếc lá trên môi thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Nhưng vì món tiền mà bố mẹ Mị đã dây của nhà thống lý Bá Tra chưa trả được, nên Mị bị bắt về làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lý. Từ đây, Mị sống cuộc sống tủi nhục, thê thảm. Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Mị âm thầm như một cái bóng. Mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Nhưng rồi mùa xuân hồng ngày mang theo màu sắc, âm thanh và sự rộn rã đã đánh thức sức sống tiềm tàng ở cô gái sống mà như đã chết. Quá trình thức tỉnh của Mị gắn liền với sự vọng về của tiếng sáo. Tiếng sáo trở thành chất xúc tác mạnh mẽ lay tỉnh một tâm hồn ngủ yên trong đêm lặng. Lần đầu tiên tiếng sáo xuất hiện trong tác phẩm, cũng là lần đầu tiên sau bao ngày dài câm nín ở nhà thống lý, Mị nghe tiếng sáo vọng lại thiết tha bổi hổi, Mị ngồi nhẩm thầm bài hát người đang thổi. Tiếng sáo làm rung lên cảm xúc trong tâm hồn Mị, sự thay đổi đó chứng tỏ hồn Mị chưa chết. Mị đang sống lại, lòng Mị đã có sợi dây xúc cảm, Mị đang sống với giai điệu, với ý nghĩa lời bài hát người đang thổi. Trong không khí đón Tết, nhìn cảnh người nhảy đồng, người hát có thêm cái nồng nàn của rượu. Khi Mị uống ực từng bài, tiếng sáo đã đưa Mị về quá khứ, lòng Mị thì đang sống về ngày trước,
tai Mị văng vẳng tiếng sáo. Từ đây, tiếng sáo thức dậy khát dòng sống, sức sống trong Mị. Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng. Mị trẻ lắm, vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Nghĩ đến cảnh A Sử với Mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau, trong Mị xuất hiện suy nghĩ, nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Như vậy là tiếng sáo gọi bạn yêu lững lơ bay ngoài đường kia chính là tấm gương soi hắt lại để Mị nhìn rõ hơn về cuộc sống hiện tại của mình. Mị đã muốn chết ngay, nghĩa là Mị đã không chấp nhận hoàn cảnh, Mị đang muốn phản kháng lại. Đây là điều hoàn toàn khác với Mị lầm lũi suốt bao tháng ngày trong nhà thống lý. Nhìn thấy A Sử chuẩn bị đi chơi, bây giờ Mị cũng không nói. Mị đến góc nhà lấy ống mỡ sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Mị muốn thắp sáng thêm khát vọng sống mới nhen nhóm tìm về. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Tiếng sáo dãy gọi Mị, thôi thúc Mị. Điệp khúc Mị muốn đi chơi một lần nữa bùng lên. Mị cũng sắp đi chơi. Ngay sau đó, hàng loạt các hoạt động diễn ra một cách nhanh chóng. Mị quấn tóc, giơ tay lấy cái váy hoa bắt ở trong phách. Như thể Mị đang thực hiện hành động giải phóng cho mình, cởi bỏ khỏi sự trói buộc của con ma nhà thống lý, thoát khỏi căn buồng kín mít của Mị. Căn buồng chỉ có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay nắng. Thế rồi khát vọng ấy mới được nhen nhóm, ngay lập tức đã bị A Sử chặn lại. A Sử đã nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi dây ra trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mị không cúi không nghiêng được đầu nữa. Nhưng sự thật, A Sử chỉ có thể trói được thân xác Mị, còn tâm hồn Mị vẫn hoàn toàn tự do. Mị vẫn sống trọn vẹn trong thế giới của mình. Trong bóng tối, Mị đứng lặng im như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Như vậy, tiếng sáo là chất xúc tác làm thay đổi tâm lý nhân vật Mị, giúp người đọc nhận ra sức sống tiềm tàng ở Mị, một sức sống mãnh liệt không gì có thể hủy diệt. Chi tiết tiếng sáo đã giúp nhà văn Tô Hoài khám phá ra vẻ đẹp tâm hồn Mị, khẳng định được sức sống bất diệt của con người. Có thể xem tiếng sáo là chi tiết nghệ thuật đẹp giàu sức gợi, ám ảnh người đọc. Nhân vật Mị trong hoàn cảnh này làm ta liên tưởng đến quá trình thức tỉnh của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao. Những nhà văn lớn vẫn thường là những nhà nhân đạo chủ nghĩa, cả Nam Cao và Tô Hoài đều là những nhà văn như thế.